độ của những chúng sinh ngồi nghe pháp. Chẳng hạn như thí dụ thôi, thuyết pháp giống như là một cái đám mưa lớn vậy đó. Nếu mà đám mưa mà là không biết cái căn cơ trình độ chúng sinh, đám mưa lớn thì sao? Thì căn cơ trình độ chúng sinh giống như là cỏ nhỏ, thì nó sẽ bị ủng thúi và nó sẽ bị hoại diệt. Do đó Đức Phật thuyết pháp theo thế kinh là tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sinh mà Ngài ban pháp. Cái ban pháp Ngài giống như là một cái mưa pháp vậy. Thế mà những chúng sinh căn nhỏ thì Ngài sẽ làm một cái trận mưa pháp nhỏ, nó vừa đầy đủ với căn cơ chúng sinh. Mà hễ những chúng sinh có những cái lòng mà rất là cao thượng, cầu tri kiến của Phật, tất nhiên là những cái câu cây cổ thụ, thì Đức Phật ban những cái mưa pháp là lớn để cho cái cây cổ thụ đó nó mới thấm nhuần được cái pháp vị đó. Đây gọi là cái thế kinh. Và cái kinh Đại Thừa, tất nhiên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi mà chưa đúng giờ và chưa đúng cái thời điểm thì Đức Phật không nói. Trong 12 năm đầu sau khi mà thành đạo thì Đức Phật hầu hết là dạy cho tất cả các chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ là những phương pháp tu, chẳng hạn như trong đó có pháp tứ đế, bát chánh đạo, hay là nói rộng ra là 37 phẩm trợ đạo, mà trong đó có đủ hết bát chánh đạo, tứ chánh cần, rồi tứ đế. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong 12 năm đầu Đức Phật biết rằng căn tánh của chúng sinh còn thấp nhỏ, do đó Ngài không có đưa những kinh điển Đại Thừa để cho tất cả những chúng sinh này họ nghĩ rằng thời gian lâu xa đạt được, thành ra họ chùng chân. Do đó đối với những cái bậc mà tiểu quả thì Đức Phật đưa ra cái tứ đế khổ tập diệt đạo. Đối với những cái bậc mà trung thừa là tất nhiên Bích Chi Phật thì Đức Phật dạy cái phương pháp là thập nhị nhân duyên. Và đối với những cái bậc Bồ Tát là Đại Thừa thì Đức Phật dạy là lục độ vạn hạnh. Và ngày hôm nay sau khi mà 40 năm đã trôi qua trong cái phần mà thuyết pháp độ sinh của Ngài, Ngài thấy rằng căn tánh của các chư tỳ kheo của bốn chúng đã đầy đủ. Do đó Ngài bắt đầu đưa vào trong cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phẩm kinh nhất thừa. Có nghĩa là cái phẩm kinh này không còn cái tiểu thừa, không còn trung thừa, không còn đại thừa, mà chỉ có một cái phẩm là nhất thừa, có nghĩa là đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai. Vì vậy mà khi mà quý vị Phật tử đại chúng có mặt trong room mà được nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì Thầy nói cho quý vị biết, công đức của quý vị tu tập từ vô lượng kiếp, nó rất là nhiều, không thể tính đếm được. Bởi vì do công đức đó mà quý vị mới được trực tiếp nghe những cái bậc thầy để mà giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Quý vị chỉ cần niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát là công đức của quý vị cũng to lớn lắm rồi. Đừng nói chi mà ngày hôm nay quý vị ngồi đây để mà quý vị lắng nghe, để mà quý vị thâm nhập được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để rồi chính quý vị liễu nghĩa và sau cùng quý vị tự thành Phật Đạo, thì đây là một công đức vô cùng tận, lớn lắm. Chín bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói, vào Đại Thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Có Phật tử tâm tình êm dịu cũng căn lời nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh Đại Thừa đây, ta ghi cho người đó đời sau thành Phật Đạo, bởi thân tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới này, hạng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia, nên vì nói Đại Thừa, Thanh Văn hoặc Bồ Tát, ta nghe nói pháp ra, những đến một bài kệ, đều thành Phật không nghi. Tại vì là Phật, ta xin kính thưa Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chính bộ kinh mà Đức Phật nói đây là nằm ở trong cái 12 bộ kinh của Đức Phật. Thì tất cả chín bộ kinh này Đức Phật giảng thuyết trong cái thời Đức Phật còn đương thời. Những cái bộ kinh này nó đều lấy cái tông chỉ là Đại Thừa làm gốc.
Và từ cái kinh Đại Thừa này, chúng đệ tử Phật vô lượng kiếp tu học mới có thể nghe, biết và đọc tụng. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bản kinh mà cái tông chỉ là Đại Thừa. Do đó, dùng cái chữ Đại Thừa là để chỉ cho tất cả mọi chúng sinh mà đã có những cái công quân tu từ vô lượng kiếp mới có thể nghe, biết và có thể tin hiểu để mà đọc tụng. Còn những người mà chưa hề tu qua và chưa hề làm được một cái phước lành nào thì chắc chắn là không có duyên để mà được đọc tụng kinh điển Đại Thừa này. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì trong 49 năm hoằng pháp lợi sinh, Đức Phật nói tất cả là 12 bộ kinh. Và trong đó là có 9 bộ kinh mà nó thuộc về làm lấy cái tông chỉ là Đại Thừa làm gốc. Thầy kể cho quý vị nghe 9 bộ kinh đó là gì. Cái bộ kinh thứ nhất được gọi là Trường Hàn, mà còn được gọi là Tu Đa La. Bộ kinh thứ hai gọi là Trùng Tụng, còn gọi là Tỳ Kỳ Gia. Bộ kinh thứ ba được gọi là Cô Khởi Kệ và có tên là Già Đà. Bộ kinh này dùng để là phúng tụng. Bộ kinh thứ ba là Nhân Duyên, còn gọi là Ni Đà Na, thuyết giảng những nhân duyên của muôn loài vạn vật và muôn pháp của thế gian, cũng như là xuất thế gian. Bộ kinh thứ năm gọi là Thí Dụ, còn có tên là Abba Đà Na. Bộ kinh thứ sáu có tên là Bổn Sự và có một cái tên của người Ấn thời bấy giờ là Y Đế Mục Già. Bộ kinh thứ bảy là bộ kinh Bổn Sanh, gọi là Xà Đà Già. Bộ kinh thứ tám gọi là bộ kinh Dị Tần Hữu, còn có tên là A Phù Đà Đạt Ma. Bộ kinh thứ chín là Luận Nghị, còn gọi là U Bà Đề Xá. Và đồng thời nếu mà thêm ba cái bộ kinh nữa là bộ kinh Thọ Ký, gọi là Hòa Ca La Đa Ca La Na, và bộ kinh thứ hai là bộ kinh mà tự thuyết U Đà Na, và bộ kinh thứ ba là bộ kinh Phương Quảng là Tỳ Phật Lược. Như vậy thì 9 bộ kinh đó cộng với 3 bộ kinh sau này, như vậy là còn 12 bộ kinh trong mà thời kỳ mà Đức Phật giảng thuyết 49 năm. Trong cái bộ kinh này, tùy theo cái căn tánh của chúng sinh mà sẽ lãnh hội được cái nghĩa lý của nghĩa kinh. Và sau cùng là 9 bộ kinh này có cái công năng là đưa tất cả mọi chúng sinh vượt được sông sinh tử mà vào được cái bờ đại giác ngộ. Như vậy thì công đức của 9 bộ kinh mà nằm trong cái tông chỉ của Đại Thừa Tâm rất là quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc phần 25, 26. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ dùng văn tự giả dắt dẫn các chúng sanh. Vì nói chí huệ Phật, các Phật xa nơi đời, chỉ một việc này thật, hai thứ chẳng phải trơn, chọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Phật tự trụ Đại Thừa, như pháp của mình được định huệ lực trang nghiêm, dùng đây độ chúng sanh, tứ chứng đạo vô lượng, vô thượng, pháp bình đẳng Đại Thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, dẫn đến nơi một người, thời ta đọa sân tham, việc ấy tức không được. Nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham gan, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương, mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đứng vô lượng chúng trọng, vì nói thật tướng ứng. Xá Lợi Phất, nên biết, ta vốn lập thề nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã đủ rồi, độ tất cả chúng sanh, đều khiến vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sanh, dùng Phật đạo dạy cả, kẻ vô trí, rối sai,
mê lầm không nhận lời. Ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục, vì si ái sinh khổ, bởi nhân duyên các dục, xa vào ba đường dữ, xoay lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những khổ độc, thân mọn thọ, bào thai. Đời đời tăng trưởng luôn, người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt, vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này, đầy đủ 62, chấp đặng, chấp chặt pháp, hư vọng, bền nhận không bỏ được, ngã mạn tự khoa cao, vua nịnh lòng không thực, trong nhìn muốn ức kiếp, chẳng nghe danh từ Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. A Di Đà Phật, tôi xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần kệ này thì các chư Phật thị hiện ở mười phương thế giới, các ngài chỉ có một cái mục đích duy nhất là thuyết giảng pháp đại thừa, mà tất cả pháp đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, các ngài bây giờ đến cái thời buổi là các ngài thấy rằng cơ duyên của tứ chúng đã đầy đủ. Vì vậy mà các chư Phật bắt đầu giảng thuyết cái pháp nhất thừa. Cái pháp nhất thừa này tức là cái pháp mà chỉ cho tất cả mọi chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Và những chúng sinh nào mà tin lời thuyết pháp của chư Phật đều được cứu độ. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng lòng từ bi của chư Phật mười phương vô bờ vô bến, các ngài biết chúng sinh mê lạc trong tam giới mà chuyển thân trong lục đạo luân hồi, do đó bổn nguyện của chư Phật là giúp chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến và bình đẳng giữa muôn pháp. Tuy nhiên bởi vì đây là cõi quế trược, như kỳ rồi mới vừa ngày hôm qua thầy đã giảng cho quý vị nghe là Đức Phật thị hiện vào trong cái thế gian này nhằm cái cõi đời ngũ trược, cho nên chúng sinh trong cái thế gian này rất là mê đắm cái ngũ dục, nên dầu Đức Phật có thị hiện nơi cõi này vẫn không cứu được. Và tại vì sao Đức Phật nói rõ trong cái phần câu kệ là vì những chúng sinh đó vô lượng kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chưa từng tu các pháp lành và bởi tâm si ái nên phải xa vào ba đường dữ. Ba đường dữ này tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi mà trôi lăn mãi trong cái lục đạo luân hồi thì những chúng sinh này phải mượn tinh cha huyết mẹ để làm thân. Hoặc là có người họ cũng biết khổ đau của thế gian và họ vào ở trong những cái rừng sâu để mà họ hành pháp, nhưng mà thường thường những cái pháp của họ hành là những cái pháp tà kiến, là tại vì không có những cái Phật pháp ở trong đó. Những cái người này khi họ vào rừng sâu thì có thể họ chấp có hoặc là chấp không, và họ đầy đủ 62 pháp tà kiến hư vọng. Trong cái bài kệ này thì Đức Phật cho biết rằng những người như thế này thì trong nghìn muôn ức kiếp không nghe được tên của Phật, nên hàng triệu sinh tử chi phối. Những người này rất là đáng thương xót. Như vậy thì quý vị biết rằng ngày hôm nay mình chỉ cần mình nghe được tên 12 bộ kinh, mình nghe được tên của danh tự của tên chư Phật trong mười phương thì mình là con người đã có tu. Bởi vì có tu mình mới đến gần được Phật pháp. Còn nếu mình không tu thì giờ này chắc chắn là đại chúng đã vui chơi bên ngoài, đã mê đắm ngũ dục, đâu có vào trong room để mà nghe thầy giảng cái kinh Nhất Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy thì quý vị biết Đức Phật nói 62 pháp tà kiến ngoại đạo, thì hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe 62 pháp tà kiến của ngoại đạo nó là gì. Đây tức là cái ý tưởng, tư tưởng chấp sai lạc của ngoại đạo. Và hầu như là những người ngoại đạo họ chấp sai lạc này, do đó họ không bao giờ họ thoát ra được khỏi tam giới, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới.